Xin mến chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh Nhà đẹp Nông thôn mới. Và hôm nay em xin chia sẻ một cái mẫu nhà vườn chữ U Lam Gian 2 tầng mái cho quý vị khán giả và các bạn cùng tham khảo. Và nếu quý vị khán giả và các bạn có cái nhu cầu xây dựng cái ngôi nhà này thì em xin xin dừng lại 3 giây để chụp những cái hình ảnh 2D, 3D mà em đưa lên đây. Đó, cái mẫu nhà vườn chữ U Lam Gian 2 tầng mái, tư vấn thầy trò em tư vấn cho bác Xuất ở Chương Mỹ, Hà Nội. Bạn hai bác đây, hình ảnh bác gái, hai bác sống ở trên Điện Biên và hai bác về quê xây cái căn nhà chung, căn nhà một chốn đi về lúc tuổi già, về quê ở ẩn và ngôi nhà chung, ngôi nhà báo hiếu thờ phụng các cụ tổ tiên trong gia đình. Và đây là những cái hình ảnh đầu tiên thầy trò em đã đến tư vấn cho nhà bác Xuất ở Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Đó, căn nhà thì có dự tính diện tích là 18 x 10 mét vuông, 4 phòng ngủ. Đó. Và đây là cái diện tích đất nhà của tổng cái diện tích đất của nhà bác ấy. Và trong cái quá trình tư vấn thiết kế thì đã chọn những cái hình ảnh vị trí sắp đặt ngôi nhà cho gia đình nhà bác ý là ở cái vị trí đây ạ. Đó, ở trước màn hình các bạn nhìn thấy. Và sau một thời gian 1 tháng thì đã lên được cái mặt bằng diện tích của ngôi nhà của bác ý, với tổng diện tích ngôi nhà chiều dài 24m và chiều ngang 10m. Đó, được trong ngôi nhà này được thiết kế 4 phòng ngủ. Đó, quý vị cũng có thể dừng 3 giây để chụp lại những cái hình ảnh mẫu của ngôi nhà. Và nếu quý vị khán giả nào các bạn có cái tìm hiểu cái chi tiết ngôi nhà này hơn thì có thể điện cho em ở trên màn hình, số điện thoại em ghi ở trên màn hình. Và công năng trong cái ngôi nhà này thì được thiết kế 4 phòng ngủ. Đó, mỗi phòng đều có khoảng diện tích từ 14 đến 16 mét vuông. Phòng to nhất được 16 mét vuông và có một phòng master. Đó, phòng master đây ạ. Phòng master này thì được thiết kế một nhà vệ sinh khép kín. Và trong ngôi nhà này được thiết kế một nhà vệ sinh chung, có cái không gian ba gian giữa phòng thờ kết hợp với phòng khách là có diện tích hơn 50m². Đó. Và không gian bếp của nhà bác ấy thì được đẩy liền khối sang cái góc bên phải của ngôi nhà, do yêu cầu của gia đình là đẩy khu công trình phụ nhà bếp ra đây và kết nối với nhà lớn bằng cái cửa thông, cửa xuống ở đây. Và lúc nào chúng ta nấu ăn để tránh mùi lên nhà trên thì ta đóng cái cửa này lại. Cửa này thường là bằng cửa đẩy, cửa kính. Đấy, trong quá trình ta nấu ăn thì có thể ta nhìn lên phòng khách. Đó là những cái hình ảnh 2D. Và đây là những cái hình ảnh 3D thực tế khi lên ngôi nhà của chúng ta như thế này ạ. Căn biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng mái, 4 phòng ngủ, có diện tích 24 x 10 của nhà bác Xuất ở Chương Mỹ, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội. Và căn nhà này sẽ được khởi công xây dựng vào tháng Giêng 2023. Đó, đó tổng thể. Cái tổng thể cái nhà cũng như sân vườn của nhà bác ấy sau khi được tư vấn phong thủy và thiết kế và được mô phỏng trên 3D. Đây là tổng diện tích đất của nhà bác ấy. Và với cái điều kiện với tổng diện tích đất nhà bác như này, nó tổng diện tích đất là rơi vào khoảng 700 mét vuông đất và đã được tính toán phong thủy, sắp đặt phong thủy làm sao để phù hợp nhất với cái không gian, với cái diện tích đất mong muốn của bác chủ nhà. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những cái chia sẻ của em ở đây. Nếu quý vị khán giả và các bạn có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà mới, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình. Thầy trò em sẽ lại lên đường giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà mơ ước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian, tính toán phong thủy cho quý vị khán giả và các bạn. Đó, em xin cảm ơn. Và quý vị khán giả và các bạn có nhu cầu tham khảo những cái mẫu nhà thực tế này thì gọi điện cho em. Em sẽ free những cái gì em có ở trên cái mẫu nhà này thực tế này. Đó. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem video của em ở đây.
Em xin kết thúc video này ạ.